Hello anh em, mình là Kim Motun. Ở cái clip này ấy, thì mình sẽ chia sẻ anh em cái cách mà làm cái đồng hồ phát sáng rực rỡ đẹp như thế này. Đó, đây là mình đã khui cái đầu xe Honda Vision của mình ra. Mình làm một cái hệ thống đèn full LED ở trong này, rất là đẹp. Mình giới thiệu cho các bạn này, để chuẩn bị làm được cho mình một cái cúp đồng hồ đẹp như này thì anh em sẽ chuẩn bị cho mình một cái bó dây LED như này. Đó, thì ra thị trường mua thì rất sẵn. Đó, anh em thấy đẹp không ạ? Đây bây giờ mình sẽ khui cái mặt đồng hồ này ra. Đó. Ở trong này nó còn có thêm một cái lược che các cái đèn ở trong này. Ok, đó anh em có nhìn thấy không ạ? Dây LED chạy xung quanh rất đẹp. Cái ngày trước ấy thì mình có dùng những cái bóng LED như thế này. Nó hơi tối thì mình có dùng những cái bóng LED như thế này. Đó. Nên là nó không không đẹp lắm, nó không sáng lắm. Do mình tắt đèn đi là nó hơi tối thì anh em thông cảm. Đó. Anh em nhìn rõ cái bóng LED này không ạ? Bóng LED này bán được rất nhiều. Lắp vào thì nó không sáng đẹp như này. Đó. Thì cách lắp cái đèn LED này nó cũng đơn giản thôi. Thì anh em khui cái cụm đồng hồ của mình ra. Anh em khui cụm đồng hồ của mình ra ở trên cái dây LED này. Ok, bây giờ là mình sẽ bật điện lên để mình hướng dẫn cho anh em làm cái dây LED như thế này. Ok, bây giờ là mình sẽ khui cái mặt đồng hồ này ra. Để cho anh em sẽ thấy những cái bên trong mình làm như thế nào. Anh em cứ nhắc cái mặt đồng hồ này ra hết sức lưu ý nhé. Cái này nó bằng mica, nó rất là giòn. Đó, đây là mặt sau. Mình sẽ để xuống đây. Ok. Cái cách nối nó rất đơn giản. Mình sẽ tắt đèn đi để cho anh em dễ nhìn. Đó. Thì khi anh em hàn xong một cái dây LED như thế này. Ở đằng sau nó có cái chữ M này, cái dây là dây 3M. Thì nó có sẽ có sẵn cái keo dán, anh em chỉ lột cái keo này ra. Lột cái giấy này ra là có thể dán được. Đó, anh em nhìn. Lột cái giấy này ra là sẽ dán được. Thì ở trên cái đầu đồng ở đây nó có đánh số 12V âm dương. Thì anh em sẽ hàn hai cái đầu dây vào đây. Tương tự như vậy thì anh em sẽ hàn vào hai cái đầu dây. Được. Đó, đây có nút hàn. Thì anh em sẽ câu vào chính cái chân mà của cái bóng zin ở trên xe. Đó. Anh em lấy chân nào cũng được. Lưu ý là cái dây LED này nó về theo chiều âm dương, đầu đúng nó mới sáng. Còn nếu như anh em mà xe nào vẫn đi điện máy ấy, thì đầu bất kỳ chân nào nó cũng sáng. Thì anh em lột cái giấy dán đằng sau ra và anh em dán chạy viền xung quanh này. Cực đẹp. Đó. Ok chưa? Rồi, bây giờ là mình sẽ thả cái máy của nó vào. Đây, mình sẽ thả cái máy đồng hồ vào. Cái clip này thì là hôm nay là mình rảnh rỗi. Tiện tháo cái cụm đồng hồ ra để vệ sinh nó bị bụi vào. Mình làm một cái chia sẻ với anh em luôn. Anh em bật đèn lên đó, bật chụp máy lên. Ở trong này nó có thêm một cái lược đen này nữa. Đó, khi che vào thì nhìn rất là đẹp. Còn nếu như anh em không thích mà thích nó rực rỡ thì anh em bỏ cái đen này ra, lắp nguyên cái kính này vào. Đó, cực đẹp luôn, nhìn rất lung linh. Bây giờ là mình sẽ lấy cái ốp gáy này. Đó, mình sẽ lấy cái ốp gáy này, mình sẽ ấn vào đây. Đó, anh em nhìn nhau, cực kỳ lung linh luôn, đẹp rực rỡ. Còn nếu như anh em nào mà không thích nó sáng quá, nó sẽ gây chói mắt với người lái, thì anh em cho lên cái miếng đen này vào nhé, để nó cản bớt cái ánh sáng đi. Nhưng mà khi mình ngồi lái mình nhìn cái khe này nó vẫn lọt ánh sáng rất là đẹp. Ok, bây giờ là mình sẽ lắp cái đen vào. Ok, vậy là sau khi mình lắp xong thì sản phẩm của mình đã được như thế này. Đó, anh em nhìn đúng không ạ? Rất là đẹp, lung linh, ảo diệu luôn. Đó, khi mà mình nhìn xuống dưới cái khe này đó, anh em vẫn nhìn thấy cái vệt sáng. Đó, anh em vẫn nhìn thấy cái vệt sáng rất là đẹp, lung linh, ảo diệu luôn.
Ok, đây là cái clip mình sẽ hướng dẫn các anh em lắp cho mình cái đèn led ở trong cái cụm đồng hồ, và có thể lắp những cái đèn led ở những cái cụm đèn pha hoặc đèn xi nhan, đèn đề mi. Ở những clip tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em lắp vào những cái cụm đề mi đó. Trang trí như này rất là đẹp, anh em có thể tự làm. Mình tự đi mua một cái bó dây led như này về, nó có các màu, anh em thích màu nào thì anh em mua màu đó. Đó, rất là đẹp. Đây là cái phong cách cá nhân riêng của từng người một. Đó, nhìn rất là lung linh, đẹp luôn. Ok, chúc anh em làm thành công cho mình những cái sản phẩm như thế này. Mình là Kim Motul. Anh em thì hay like, share, subscribe kênh của mình để nhận được nhiều những cái video độ chế hay hay như thế này. Nhẹ nhàng, ai cũng thể làm được và chi phí lại rẻ. Anh em nhé.